Ngày 12 tháng 10, Thánh Seraphim ở Monte Granaro, sinh vào năm 1540, mất vào năm 1604. Sinh trong một gia đình nghèo ở Ý. Khi còn nhỏ, Seraphim phải đi chăn cừu và ngài dành nhiều thời giờ để cầu nguyện. Sau khi cha mẹ qua đời, ngài bị người Anh đối xử rất tệ hại. Seraphim đã gia nhập dòng Capuchin lúc 16 tuổi và khiến nhiều người kinh ngạc vì sự khiêm tốn và độ lượng của ngài. Phục vụ như một thầy trợ sĩ, Seraphim theo gương Thánh Francisco, ăn chay, mặc áo nhậm và đối xử tử tế với mọi người. Ngài muốn theo gương Thánh Francisco cả về vấn đề truyền giáo, nhưng cha bề trên không chọn ngài trong công việc này. Mỗi ngày, Seraphim trung thành dành 3 giờ đồng hồ để cầu nguyện trước Thánh Thể. Những người nghèo đến gõ cửa tu viện đều được ngài ân cần tiếp đón. Mặc dù cuộc đời của ngài thật bình dị, ngài đã đạt được chiều kích tâm linh đáng kể và làm được nhiều phép lạ. Thánh Seraphim từ trần vào ngày 12 tháng 10 năm 1604 và được phong thánh vào năm 1767. Lời bàn: đối với nhiều người ngày nay, công việc làm không có ý nghĩa gì khác hơn là để kiếm tiền cho cuộc sống. Có bao người nghĩ rằng chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa trong việc chăm sóc trái đất này? Như được viết trong sách Sáng Thế, những công việc của Thánh Seraphim không có gì là kinh thiên động địa mà rất tầm thường, nhưng ngài đã thi hành với một tinh thần phi thường. Lời trích trong cuốn Brothers of Men, Rene Volume của tu hội tiểu đệ Đức Giêsu nói về công việc tầm thường và sự thánh thiện. Giờ đây, sự thánh thiện này của Chúa Giêsu được thể hiện trong mọi hoàn cảnh thông thường của đời sống, của công việc, của gia đình và xã hội làng mạc. Và đó là một xác định rõ ràng rằng các sinh hoạt tẻ nhạt và không ai biết đến thì hoàn toàn thích hợp với sự tuyệt hảo của con Thiên Chúa. Ngài viết: người Kitô tin tưởng rằng sự thánh thiện của con cái Thiên Chúa thì có thể đạt được trong mọi hoàn cảnh bình thường của một người nghèo hèn và buộc phải làm việc để sinh sống.